Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ngày 30 tháng 12 dẫn lại lời của Ngân hàng Thế giới nói, mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong một bài bình luận đăng trên Bloomberg và Washington Post cùng ngày, nhà bình luận Julie Ren, chuyên mảng các thị trường châu Á, cho rằng Việt Nam chỉ trông đẹp trên giấy tờ. Nữ bình luận gia Julie Ren của Bloomberg viết, Việt Nam gần đây được khen là nước hưởng lợi nhiều nhất giữa thương chiến Mỹ-Trung và việc các hãng nổi tiếng di dời các nhà máy củng cố cho quan điểm này. Vẫn theo bài phân tích, Việt Nam đang đi theo con đường Trung Quốc, đó là gieo hạt giống cho một thị trường chứng khoán không lành mạnh, bị chi phối bởi các ngân hàng mang đầy nợ nần và không có các cổ phiếu của các ngành công nghệ gắn với nền kinh tế mới. Bà Ren cũng chỉ ra rằng các khoản cho vay của ngân hàng đã vượt quá mức GDP của quốc gia, là mức cao đối với một nước chỉ có thu nhập đầu người khoảng 2.500 đô la, kèm theo khuyến cáo các ngân hàng cần tăng vốn để dự phòng cho vấn đề nợ xấu trong tương lai. Tuy có người ngưỡng mộ, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ đi chậm lại, cho nên giờ là lúc Việt Nam cần bỏ các chính sách bảo hộ và mở cửa kinh tế thật sự, nhà bình luận Sullivan chuyên về các thị trường châu Á nhận định trên Bloomberg.